Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 28, Bồ Tát Chánh Thú, Phó Thác thứ 8, Hồi Hướng Tướng Chân Như. Bấy giờ thiện tài đồng tử cung kính tuân lời Bồ Tát Quán Tự Tại, bèn đi đến chỗ Bồ Tát Chánh Thú, đảnh lễ Ngài rồi, chắp tay đứng bạch rằng: Đức Thánh còn trước đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào tu Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Lúc đó thiện tài đồng tử cung kính tuân theo lời dạy của Bồ Tát Quán Tự Tại, bèn lập tức đi đến chỗ Bồ Tát Chánh Thú, đảnh lễ Bồ Tát Chánh Thú, rồi chắp tay đứng bạch rằng: Đức Thánh con trước đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào tu Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn được Bồ Tát Quán Tự Tại giới thiệu Đức Thánh Ngài cho con, nói Đức Thánh Ngài khéo chỉ dạy tất cả chúng sinh, xin Ngài hãy vì con mà diễn nói. Đây là hồi hướng tướng Chân Như thứ 8. Thiện tri thức là Bồ Tát Chánh Thú. Chánh thú là biểu thị chánh pháp biến thú, giáo hóa chúng sinh, dụng trí huệ chánh thú tướng chân như. Ở trước miêu tả Ngài từ hư không đến, biểu thị thể trí huệ của Ngài không chỗ nương tựa, nên kế hợp với chân như. Đế trên đỉnh Luân Vi, biểu thị chân như nương tựa vọng tưởng và mê hoặc mà hiện bày. Cõi túc động, biểu thị dùng định lực túc, trừ khử tạp ác. Chỗ này Bồ Tát Chánh Thú và Bồ Tát Quán Tự Tại ở trước thị hiện đồng một đạo tràng, cho nên thiện tài đồng tử không cần giống như ở trước hướng về một vị thiện tri thức cúi đầu đảnh lễ, đi nhiễu bên phải vô số vòng, sau đó từ biệt mà đi tìm một vị thiện tri thức khác. Đây là biểu thị không lìa khỏi tùy thuận chúng sinh mà đắc được tướng chân như. Hơn nữa, trí huệ của Bồ Tát Chánh Thú sẽ hợp với đại bi của Bồ Tát Quán Tự Tại mà thành tựu cảnh giới vô trụ thủ thắng. Bồ Tát Chánh Thú nói: Thiện nam tử, ta đã được giải thoát Bồ Tát tên là Hạnh Phổ Môn mau chóng. Thiện tài nói: Đức Thánh, ở chỗ Đức Phật nào đắc được pháp môn này? Ngài từ cõi nào đến? Cõi đó cách đây bao xa? Ngài từ đó đến đây bao lâu? Bồ Tát Chánh Thú nói: Việc này khó biết được, tất cả thế gian, trời, người, Atula, Sa Môn, Bà La Môn, vân vân không thể biết được. Chỉ có các chúng Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn, không thối lùi, không sợ hãi, đã được tất cả bạn lành nhiếp trì, chư Phật hộ niệm, căn lành đầy đủ, ý chí ưa thích thanh tịnh, đang được căn Bồ Tát có con mắt trí huệ mới nghe được, thọ trì được, hiểu được, nói được. Thiện tài nói: Đức Thánh, còn đường thần lực của Phật, sức lực của thiện tri thức tin được thọ được, xin hãy vì con mà nói. Bồ Tát Chánh Thú nói: Thiện nam tử, ta đã được giải thoát Bồ Tát tên là Hạnh Phổ Môn mau chóng, mười phương không bờ mé nên gọi là phổ môn, một niệm vượt qua nhiều nên gọi là mau chóng. Thiện tài đồng tử lại hỏi: Đức Thánh, ngài từ chỗ Đức Phật nào đắc được pháp môn này? Ngài từ cõi Phật nào đến đây? Cõi Phật đó cách đây bao xa? Ngài từ đó đến đây thời gian khoảng bao lâu? Bồ Tát Chánh Thú đáp: Thiện nam tử, việc này không dễ gì biết được. Tất cả thế gian, trời, người, Atula, Sa Môn, tinh tấn, tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, Bà La Môn tu hạnh, thanh tịnh, vân vân, họ đều không thể biết được cảnh giới áo diệu này. Chỉ có tất cả các chúng Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn, không thối lùi, không sợ hãi, các ngài đã được tất cả bạn lành nhiếp trì, được chư Phật hộ niệm, căn lành đầy đủ, ý chí ưa thích thanh tịnh, đắc được căn Bồ Tát có con mắt trí huệ mới nghe được, thọ trì được, hiểu được, diễn nói được. Thiện tài đồng tử nói: Đức Thánh, còn đường thần lực của Phật, sức lực của thiện tri thức còn có thể tin được, tiếp thọ được, xin Ngài hãy vì con mà diễn nói. Bồ Tát Chánh Thú nói: Thiện nam tử, ta từ phương đông thế giới Diệu Tạng, chỗ Đức Phật Phổ Thắng sanh đến cõi này, ở chỗ Đức Phật đó đắc được pháp môn này, từ đó đến nay đã trải qua số kiếp nhiều như số hạt, bất khả thuyết cõi Phật. Ở trong một niệm, ta đi qua số bước nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi bước qua các cõi Phật nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết thế giới. Mỗi mỗi cõi Phật, ta đều vào khắp đến chỗ Đức Phật dâng lên đồ cúng dường tốt nhất. Các đồ cúng dường đó đều do tâm vô thượng làm thành, ấn chứng không pháp làm, được các Như Lai hứa khả, các Bồ Tát khen ngợi. Thiện nam tử, ta lại thấy khắp chúng sinh trong tất cả thế giới đó đều biết tâm họ, đều biết căn tánh họ,
tùy theo ưa muốn hiểu biết của họ mà hiện thần thuyết pháp, hoặc phóng quang minh, hoặc bố thí tài bảo, đủ thứ phương tiện giáo hóa điều phụng không có ngừng nghỉ. Như từ phương Đông, phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng là như thế. Bồ Tát Chánh Thu nói, thiện nam tử, ta từ phương Đông thế giới Diệu Tạng, chỗ đạo tràng Đức Phật Phổ Thắng Sanh, đến thế giới Ta Bà này. Ở chỗ Đức Phật Phổ Thắng Sanh, ta đắc được pháp môn hạnh phổ môn mau chóng này. Ta từ đó đến nay đã trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Ở trong mỗi niệm, ta đi qua số bước nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi nước chẳng phải ta bước đi những bước nhỏ, mà là ta bước đi qua nhiều cõi Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới. Mỗi mỗi cõi Phật ta đều vào khắp, đến chỗ Đức Phật dâng lên đồ cúng dường tốt nhất. Các đồ cúng dường đó đều do tâm báu vô thượng làm thành, ấn chứng công đức pháp tài, không pháp làm nên, được tất cả chư Phật hứa khả, tất cả các Bồ Tát khen ngợi. Thiện nam tử, ta lại thấy khắp tất cả chúng sinh trong thế giới đó, ta đều hoàn toàn biết hết tâm họ nghĩ, đều hoàn toàn biết hết căn tánh họ sâu hay cạn. Tùy theo ưa muốn hiểu biết trong tâm của họ mà ta hiện thần vì họ thuyết pháp, hoặc ta phóng đại quang minh chiếu soi họ, khiến cho họ tội nghiệp tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, hoặc ta bố thí tài bảo, ta dùng đủ thứ pháp môn phương tiện giáo hóa điều phục chúng sinh căn cường ngày đêm không ngừng nghỉ. Chẳng những ở phương Đông là như thế, mà ở phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới, ta cũng giáo hóa chúng sinh như thế. Chỗ này, Bồ Tát Chánh Thú tuy là trả lời thiện tài đồng tử, nói ngài từ chỗ Đức Phật Phổ Thắng Sanh, đã được môn giải thoát hạnh phổ môn mau chóng này. Kỳ thật, ngài là từ trí huệ vốn có của mình, cõi Như Lai Tạng, phổ sinh vạn thiện, bổn giác mà đắc được, cho nên đi được mau chóng khắp, biết tất cả pháp chẳng lìa tâm tánh, vạn hạnh mau thành. Thiện nam tử, ta chỉ đắc được Bồ Tát giải thoát hạnh phổ môn mau chóng này, mau chóng đến khắp tất cả mọi nơi như các đại Bồ Tát trong khắp mười phương, chẳng chỗ nào mà chẳng đến, cảnh giới trí huệ bình đẳng không khác biệt, kéo phân thân khắp cùng pháp giới, đến tất cả các nẻo và tất cả cõi, biết tất cả pháp đến tất cả thế giới, bình đẳng dễ nói tất cả pháp môn, đồng thời chiếu soi tất cả chúng sinh ở chỗ chư Phật chẳng sinh tâm phân biệt. Ở tất cả mọi nơi không có chướng ngại, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ta chỉ đắc được môn giải thoát Bồ Tát hạnh phổ môn mau chóng này, mau chóng đến khắp tất cả mọi nơi như các đại Bồ Tát trong khắp mười phương, chẳng chỗ nào mà chẳng đến. Cảnh giới trí huệ của các ngài bình đẳng không khác biệt, khéo phần thần các ngài khắp cùng pháp giới, các ngài đến tất cả các nẻo, vào tất cả các cõi Phật, biết tất cả các pháp đến tất cả thế giới, bình đẳng dễ nói tất cả pháp môn, đồng thời chiếu soi tất cả chúng sinh ở chỗ đạo tràng của chư Phật chẳng sinh tâm phân biệt. Các ngài ở tất cả mọi nơi đều không có chướng ngại, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ở hướng nam này có thành tên là Đoạ La Bát Đề, trong đó có vị thần tên là Đại Thiên. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ Bồ Tát Chánh Thú, đi nhiễu quanh vô lượng vòng ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một thành thị tên là Đoạ La Bát Đề, ở trong đó có vị thần tên là Đại Thiên. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ Bồ Tát Chánh Thú, rồi đi nhiễu vô lượng vòng, ân cần chiếm ngưỡng, từ tạm mà đi tìm cầu vị thiện tri thức khác.